Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ lưu ý thêm mọi người về cái việc là trồng củ hoa ly. Ở trên tay mình đây là củ hoa ly thơm và củ ly không thơm. Đây là màu vàng thơm và màu cam không thơm đây. Thì có một cái vấn đề này thì phải lưu ý lại thêm mọi người nữa, bởi vì là cũng khá là nhiều người thắc mắc hỏi, cũng như là một số người làm chưa được hợp lý lắm nhé. Đấy là việc là trồng và lấp. Đối với việc giá thể và những cái một số cái vấn đề khác thì mình sẽ không lưu ý nữa, mà sẽ lưu ý việc là lấp cái củ cần lưu ý gì. Thì chẳng hạn những kiểu mầm như này thì chỉ tầm khoảng một đốt ngón tay thôi. Đấy, tầm mầm như này thì một đốt ngón tay, hoặc là thậm chí là nó ngắn hơn như thế này, bắt đầu nó mới nhú lên. Thì khi mọi người lấp cái giá thể lên thì mọi người kể cả rễ nó dài hay là ngắn, thậm chí là dài hơn nữa như này, thì cũng phải lấp quá cái mầm đi tầm khoảng, tùy nếu mà mầm như này một đốt ngón tay như này thì mọi người cũng phải lấp quá mầm đi tầm khoảng một đốt nữa ở tầm khoảng như này. Còn nếu mà như này thì mọi người lấp quá khoảng hai đốt ngón tay đấy, bởi vì là rễ của nó sẽ mọc ở cái gốc này đấy, cái gốc ở đây, và về sau nó sẽ lan tỏa và hút nước và dinh dưỡng ở cái phần này, chứ không phải là phần ở đây. Ở đây chỉ có là về sau nó sẽ mọc ra một ít thôi đấy, không đáng kể đấy, hoặc là nó sẽ mục đi đấy, dễ giả mà đấy. Cho nên là mọi người, vì nhiều người là trồng để chẳng hạn như lòi cái mầm lên đấy, vì là cứ nghĩ là cái rễ của nó sẽ mọc ở đây đấy, hoặc là rễ của nó là ở đây rồi đấy, nó ra tiếp ở đây, khi nhưng mà không phải nhá, nó ra ở đây. Đấy, làm sao mà khi mình trồng xong này thì sẽ không nhìn thấy cái gì cả, bởi vì lấp kín quá cái mầm ở tầm khoảng 1 đến 2 đốt ngón tay. Thì bởi vì khi mình tưới xong nó sẽ xẹp xuống dần nữa, và mình vun quá như thế thì thành ra cái củ, cái mầm của nó, cái cổ này nó sẽ có cái độ ẩm đều và giữ được hơn so với việc là mình trồng mình hở lên như này. Chỉ việc đặt như này hoặc là lấp được đến tầm như này thì cái mầm của nó không được giữ ẩm thường xuyên. Cho nên nếu mà mọi người, nếu mà ai mà trồng nông quá thì có thể là một là bới lên trồng lại, hai là vùi thêm cái giá thể này nhá. Đấy, và để chỗ mát tầm khoảng một tuần đến khoảng nói chung tầm khoảng một tuần đến bảy khoảng 10 ngày đấy, tùy vào cái điều kiện thời tiết của mỗi người. Đấy, sau đấy thì mình tưới, nhưng mà mọi người lưu ý đấy là việc là mình tưới lúc đầu, tưới xong tưới phát là cho nó nước chảy ra khỏi cái đáy luôn đấy. Còn về sau thì mình tưới chỉ việc là múc đổ vào, không nên, không cần thiết là phải lấy cái xịt lên đấy, mình chỉ việc là lấy cái cốc, cái ca đấy, hoặc là cái gáo, bắt đầu mình đổ vào lên luôn như thế cho nó ẩm lan luôn, không cần phải xịt như mọi người tưới xịt gì cây cảnh nhá. Giữ ẩm thường xuyên, tuy nếu mà thời tiết chẳng hạn bây giờ khá là cũng hơi ấm ấm rồi, thì khu vực mọi người nếu mà chỗ nào hơi ấm ấm thì tùy vào cái giá thể này, nếu mà giá thể vẫn còn ẩm ẩm mình sờ vào vẫn mát này, vẫn mát thì mình tưới giữ làm sao mà thấy mát. Còn nếu bắt đầu thấy hơi khô trong khoảng 2 hôm mình tưới một lần, hoặc là nếu mà nắng lắm thì, nhưng mà
không nên là ngày nào cũng tưới. Mình nghĩ là gần như là không 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 đến mức là nó phải ngày nào cũng tưới. Thường thường là mọi người tưới nhiều quá hoặc là ngày nào cũng tưới thì nó hay gặp nhiều cái vấn đề nấm rồi là bệnh rồi là thối củ thối mầm, không ra rễ hoặc ra rễ rất là kém, thì từ cái việc là mọi người tưới nó nhiều quá đấy, thành ra mọi người cũng phải lưu ý. Thì cũng tóm gọn lại cái video này nhỏ nhỏ như này, đấy là cái việc là lấp củ mọi người cần phải lấp quá cái mầm nếu mà mầm ngắn, còn nếu mà cái mầm dài tầm khoảng như ngón tay này thì mọi người có thể để hở một chút ở trên này, để tầm khoảng hở khoảng nửa đốt thôi, đến khi mình tưới nó xẹp xuống là vừa tầm khoảng một đốt là vừa đấy nhé. Cốt yếu là để cho cái gốc này đấy, nó giữ ẩm được và nó mọc rễ nó nhanh nó sớm đấy. Thì lưu ý mọi người trong việc là trồng hoa ly như thế. Và thời điểm này thời tiết ấm thì mọi người nên để cho nó mát mát ôn hòa một chút đấy, đặc biệt là thời gian đầu, còn về sau thì bắt đầu tìm điều chỉnh nhá. Rồi hẹn gặp lại vào mọi người vào những cái video chia sẻ tiếp theo. Thank you.